chào các bạn, AdNews, kênh tin tức chính thức của Advertising Việt Nam, cập nhật và chuyển động thương hiệu, xu hướng và những câu chuyện xoay quanh ngành quảng cáo một cách nhanh chóng, thường xuyên và hấp dẫn. Click subscribe để không bị surprise nha. Cuộc đua chiến dịch Tết có lẽ là dịp chạy đua cạnh tranh nhất trong năm của các thương hiệu. Đặt trong bối cảnh hậu Covid, sự cạnh tranh ấy lại càng gay gắt, đòi hỏi sự sáng tạo, thích nghi không ngừng và bắt kịp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Vậy trong năm 2021 vừa qua, thương hiệu nào đã để lại dấu ấn trong từng chiến dịch ra mắt của mình? Cùng AdNews điểm qua một vài TVC ấn tượng nha! Trong bảng xếp hạng BSI Top 10 Campaigns nổi bật trên social media tháng 1 năm 2021, thương hiệu bột giặt Omo đã quay trở lại vị trí trong top 4 chiến dịch Tết viral nhất. Bình mới, rượu cũ, Omo tiếp tục ghi điểm với chiến dịch lời chúc hóa hành động, lấm bẩn mang điều hay. Chuyển hóa lời chúc, bình an, thịnh vượng, sức khỏe thành những hành động vì cộng đồng. Trồng rừng, tặng cây giống, gói Tết vào bánh chưng tặng trẻ em vùng cao, ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ, tặng sản phẩm vệ sinh. Bên cạnh đó, kết hợp cùng sản phẩm âm nhạc của hai nghệ sĩ rapper Rimastic và Suboy, Omo đã đẩy mạnh việc truyền tải thông điệp với lời chúc sẽ trọn vẹn ý nghĩa nếu nó được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Tiếp đến, không thể bỏ qua là chiến dịch Tết Việt như ý do thương hiệu bia Việt phát động. Chiến dịch được khai thác từ Insight, một cái Tết như ý là khi mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ và mong ước vẹn tròn. Trong chiến dịch của mình, Bia Việt đã kêu gọi người dùng gửi đi những lời chúc Tết như một cách lan tỏa tinh thần như ý, cùng với việc đẩy mạnh các billboards quảng cáo ngoài trời trên khắp các tỉnh thành trong nước. Cụ thể, billboards nền đỏ với Bia Việt xuất hiện ở địa phương nào là được địa phương hóa theo văn hóa riêng của vùng đất đó để thể hiện sự tôn trọng với văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Ngoài ra, không quên trách nhiệm xã hội của mình, Bia Việt còn đặc biệt trao tặng các phần quà Tết đến các hộ gia đình khó khăn trên cả nước, dành cho 20 tỉnh có số lượng lời chúc nhiều nhất. Tiếp nối thành công của chiến dịch Sống Như Ý năm 2020, thì vào năm 2021, Generally Việt Nam cùng Vũ Trụ Sống Như Ý tung ra sản phẩm phim âm nhạc Tết năm 2021 cùng thông điệp tựa vào nhau cho Tết này như ý, đi ngược lại số đông. Trong khi các thương hiệu khác mong muốn kéo bạn về nhà vào ngày Tết, thì Generally lại tuyên bố con đừng về nếu... Với lối kể chuyện tinh tế, có chiều sâu trong nội dung và kết hợp cùng yếu tố âm nhạc lôi cuốn, Generally đã thành công trong việc gửi lời tôn vinh đến những đấng sinh thành, một điểm tựa vững chãi luôn ở bên âm thầm ủng hộ chúng ta. Đồng thời, Generally đã kiến tạo thêm một điểm tựa khác bằng cách trao đi những phần quà thiết thực đến với 300 gia đình đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vậy với nhiều biến động trong năm qua, vào năm 2022 tới, các thương hiệu sẽ phải lên kế hoạch như thế nào, tính toán ra sao để mọi bước đi vừa có thể đánh trúng được tâm lý nhu cầu của người dân, vừa bùng nổ cho dấu ấn của mình? Theo dự đoán của Bộ Công Thương Việt Nam, sau khi trải qua một năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch nên nhu cầu mua sắm ngày Tết cũng sẽ giảm mạnh. Người dân đã chuẩn bị tâm thế để đón một cái Tết tối giản hơn, tập trung vào các ngành hàng thiết yếu như FMCG là các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu về thực phẩm bánh kẹo, food and beverage đó là bia rượu và nước giải khát, cũng như là điện tử, điện máy, xăng dầu và sức khỏe y tế. Theo Vietnam Expectation Toward Tết năm 2022 Asia Plus Inc., 49% người được hỏi nói rằng họ sẽ cắt giảm chi phí chi tiêu cho Tết và dành tiền tiết kiệm nhiều hơn những năm trước đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân Việt Nam sẽ đón một cái Tết ảm đạm nha. Có thể họ sẽ hướng tới một cái Tết công nghệ mới. Theo phân tích của Think with Google, thời gian qua hành vi của người dùng trên các nền tảng Internet tăng nhiều so với những năm trước. Cụ thể như sắm Tết online nhiều hơn. Có thể nói trong năm 2021, doanh thu bán hàng online trước Tết tăng từ 20 đến 25% so với cùng kỳ năm 2020. Dự đoán con số này sẽ còn tăng mạnh vào năm 2022 khi người dân đã quen với hình thức này trong suốt một năm qua. Bên cạnh đó là việc lựa chọn các chương trình truyền hình trên Smart TV có kết nối với Internet để giải trí nhiều hơn. Điều này thúc đẩy các chương trình streaming YouTube, các trang web và app giải trí phát triển mạnh và chiếm nhiều lợi thế. Đặc biệt là việc tìm kiếm các thông tin online hoặc các review online để tìm hiểu thông tin trước khi ra quyết định mua hàng, như là các ngành hàng về sức khỏe làm đẹp, đồ gia dụng, điện tử gia dụng, những mặt hàng quan trọng trong dịp Tết. Mặt khác, tâm lý chung của người Việt Nam
đặc biệt là những người làm ăn xa quê là được trở về nhà và đoàn viên với gia đình. Từ đó có thể hiểu năm 2022, hai điều sẽ khiến người Việt Nam quan tâm nhất chính là sức khỏe và gia đình. Không thể phủ nhận rằng dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động lên tâm lý và hành vi tiêu dùng của người dân rất nhiều. Bằng cách lắng nghe sự biến động của thị trường, khai thác insight mới của người tiêu dùng, NovaOn đã đưa ra một số ý tưởng sáng tạo xoay quanh ba góc tiếp cận chính, đó là Tết đủ, Tết an toàn làm vạn điều lớn và Tết xa hóa gần. Tết đủ hay là một cái Tết tiện lợi? Một cái Tết đơn giản, tiết kiệm và mua sắm là điều người tiêu dùng mong muốn cho Tết 2022. Lúc này có thể nói là cơ hội để các sàn thương mại điện tử và các nhãn hàng đối tác tung chiến dịch, phủ sóng những chương trình siêu sale sắm Tết kết hợp cùng phí vận chuyển giảm siêu khủng, linh hoạt thời gian giao hàng xuyên Tết thì phải nói không khó để thắng lớn. Đặc biệt, do sự tiện lợi nên nhu cầu mua sắm online có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mấu chốt quan trọng để các nhãn hàng nắm bắt và triển khai kế hoạch quảng cáo online sớm trên các trang mạng xã hội. Tết an toàn làm vạn điều lớn. Với góc nhìn Tết an toàn làm vạn điều lớn, thì có thể nói gia đình và sức khỏe là hai điều người Việt chú trọng nhất trong ngày Tết theo khảo sát trên. Vì vậy, insight sẽ được khai thác và đặt ra cho nhãn hàng bài toán làm sao để người dùng tận hưởng cái Tết trọn vẹn mà vẫn đảm bảo an toàn. Đây chính xác là thời điểm vàng để các nhãn hàng bảo hiểm tận dụng cơ hội nhu cầu quan tâm đến sức khỏe, đẩy mạnh truyền thông, tăng độ nhận diện và tung ra các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ. Đối với ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, khách hàng sẽ được thu hút bởi dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các gói ưu đãi khi khám sức khỏe tổng thể với mong muốn đón năm mới với một cơ thể khỏe mạnh nhất. Còn với Tết xa hóa gần thì sao? Điều này được thể hiện qua quan điểm là sự đoàn viên. Gia đình đoàn viên vào ngày Tết là ước mong lớn nhất của người Việt Nam, đặc biệt là những người con đang đi làm xa xứ. Tuy nhiên, thời điểm này sẽ khiến nhiều người không thể thực hiện được mong ước trở về cùng gia đình. Chính vì vậy, một cái Tết tưởng xa nhưng lại hóa gần nhờ những chiến dịch kết nối yêu thương của thương hiệu sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách hàng. Tóm lại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một cái Tết nguyên đáng trọn vẹn vẫn luôn được người dân Việt ngóng chờ với nhiều niềm mong muốn và kỳ vọng cho một năm mới. Vì vậy, trong giai đoạn gấp rút cuối năm này, việc đi tắt đón đầu dịp mua sắm cuối năm để có một kế hoạch khôn ngoan, tung chiêu đúng thời điểm sẽ giúp thương hiệu sớm có cơ hội nắm giữ vị trí top of mind của khách hàng. Bản tin vừa rồi cũng khép lại Ad News với chuyên mục phân tích case study tuần này của Emphasizing Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên click subscribe để không bỏ lỡ surprise nha.